Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, ngày 24 tháng 7, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Saran, bang Bihar, miền đông nước này để phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho 23 học sinh trường này tử vong và khoảng 25 em đang phải điều trị tại bệnh viện. Vụ việc trên xảy ra sau khi các em học sinh ăn một bữa trưa miễn phí tại trường học vào hôm 16 tháng 7. Điều tra cho thấy, dầu ăn được sử dụng để chế biến các món ăn có chứa thuốc trừ sâu với liều lượng mạnh gấp 5 lần so với các loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường. Hiệu trưởng trường học trên đã bỏ trốn cùng chồng sau khi vụ việc xảy ra. Hồi tuần trước, cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của đối tượng này cũng như địa điểm chứa nguyên liệu thực phẩm và dầu ăn. Bihar là bang có đông dân nhất và đồng thời là một trong số những bang nghèo nhất của Ấn Độ. Sau vụ ngộ độc trên, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại làng Gadaman thuộc bang này, khiến khoảng 30 trẻ em phải nhập viện điều trị, gây làn sóng phẫn nộ trên toàn bang. Hiệp hội các giáo viên tiểu học bang Bihar tuyên bố họ sẽ tẩy chay chương trình bữa trưa miễn phí kể từ ngày 25 tháng 7.